Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iCheckVN. Trong video clip ngày hôm nay, iCheckVN xin gửi đến các bạn bản báo giá cập nhật mới nhất của chiếc Hyundai Accent tạm tính vào tháng 4 năm 2022. Các bạn hãy cùng xem chi tiết trong video clip sau nhé. Như vậy, chiếc Hyundai Accent 2022 đang bán ra thị trường Việt Nam chính là phiên bản được ra mắt vào cuối năm 2020 vừa qua. Và với phong cách thay đổi thiết kế toàn diện về nội ngoại thất thì chiếc Hyundai Accent này đã liên tục nhiều tháng liền trong năm 2021 vừa qua lọt vào top doanh số của dòng sedan hạng B tại thị trường Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đến với giá bán chi tiết của dòng Hyundai Accent. Đầu tiên là dòng Hyundai Accent 1.4 AT phiên bản đặc biệt có giá lăn bánh tại Hà Nội là 595 triệu. Với giá 595 triệu này thì các bạn có thể lăn bánh tại Hà Nội và không cần bỏ thêm bất cứ chi phí nào khác, có thể mang xe về ngay lập tức. Và tại thành phố Hồ Chí Minh là 590 triệu. Với phiên bản này thì chúng ta có cái mức giá lệch bởi vì tại Hà Nội thì đang chịu mức thuế 12%, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái chi phí về biển số cũng như là tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhỉnh hơn một số tỉnh thành còn lại. Như vậy chi tiết thì tất cả các tỉnh mà áp 12% thuế bao gồm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn thì chúng ta sẽ có cái giá lăn bánh của chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT bản đặc biệt đó chính là 576 triệu. Còn tất cả các tỉnh thành còn lại đó là cái giá lăn bánh sẽ là 571 triệu. Riêng cái tỉnh Hà Tĩnh thì chúng ta sẽ có mức áp thuế là 11%, sẽ nhỉnh hơn cái giá 571 triệu một chút. Các bạn có thể liên hệ ngay số hotline bên dưới video clip này để được tư vấn chi tiết cũng như là có những cái phụ kiện đính kèm, tặng kèm tùy theo showroom. Mặc dù đây là mức giá niêm yết nhưng mà chúng ta sẽ có những cái mức chiết khấu cũng như là những cái quà tặng đặc biệt của những cái showroom. Chúng ta hãy liên hệ ngay hotline bên dưới nếu có nhu cầu quan tâm đến bản Hyundai Accent đặc biệt. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT và phiên bản tiêu chuẩn. Như vậy mức phí lăn bánh cho phiên bản 1.4 AT phiên bản Hyundai Accent tiêu chuẩn sẽ là 553 triệu tại Hà Nội và chi phí tương ứng lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 548 triệu. Chi phí lăn bánh tại các tỉnh áp thuế 12% xin được nhắc lại là tại các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ là có cái mức giá lăn bánh cho cái phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT bản tiêu chuẩn sẽ là 534 triệu. Với giá này thì các bạn chỉ cần đến và chúng ta có thể mang xe về nhà ngay lập tức. Đối với chi phí tại các tỉnh thành còn lại với mức áp thuế 10% thì phiên bản Hyundai Accent 1.4 AT bản tiêu chuẩn xin được cập nhật giá vào tháng 4 2022 chính là 529 triệu. Như vậy chúng ta vẫn còn thêm hai cái phiên bản tiếp theo, đó là cái phiên bản Hyundai Accent 1.4 phiên bản số sàn hay còn gọi là Hyundai Accent 1.4 MT phiên bản bản đủ ha, tức nghĩa là phiên bản full và chúng ta vẫn có đầy đủ cái chức năng tương tự như phiên bản số tự động. Xin được cập nhật cái giá lăn bánh cho cái phiên bản Hyundai Accent 1.4 bản đủ, đó là tại Hà Nội chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là 515 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 510 triệu và các tỉnh thành còn lại áp mức thuế 12% chính là 496 triệu. Và xin được nhắc lại các tỉnh thành áp thuế 12% đó chính là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Trong khi đó thì tất cả các tỉnh thành còn lại khác chúng ta sẽ áp mức thuế 10% cho phiên bản Hyundai Accent 1.4 MT bản đủ, đó là 491 triệu có thể lăn bánh ngay lập tức. Và như vậy các bạn có thể liên hệ ngay số hotline bên dưới nếu chúng ta đang có nhu cầu quan tâm đến dòng Hyundai Accent này để được cái báo giá chi tiết kèm theo những cái ưu đãi cũng như là những cái phụ kiện đính kèm theo từng cái showroom. Và đây là một cái showroom rất chuyên nghiệp của hãng Hyundai. Tiếp theo xin được cập nhật với các bạn giá xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 và bản Base, tức nghĩa là bản tiêu chuẩn thông thường. Thì đây là phiên bản mà chúng ta có giá thành rẻ nhất và cũng thuộc dạng là bán khá chạy trên thị trường trong thời gian vừa qua. Chi phí lăn bánh tại Hà Nội là 463 triệu cho cái phiên bản Hyundai Accent 1.4 MT bản đầy đủ ha, bản Base. Và đối với chi phí lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ là 458 triệu. Như vậy chỉ cần bỏ ra 444 triệu cho tất cả các tỉnh thành áp mức thuế 12% bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn và tất cả những cái tỉnh thành còn lại với mức áp thuế chỉ 10%, chúng ta có giá lăn bánh của Hyundai Accent 1.4 MT phiên bản 2022 đó chính là 439 triệu. Đây thật sự là một cái mức giá vô cùng hấp dẫn bởi vì dưới 500 triệu chúng ta đã có thể lăn bánh được một chiếc xe sedan hạng B và hàng đầu phân khúc đến từ đất nước Hàn Quốc. Và thời gian nhắc lại, chúng ta chỉ còn đếm ngược đến hết tháng 5 là sẽ hết được hưởng 50% cái mức giảm phí trước bạ. Hiện tại thì màu xe Hyundai Accent 2022 chúng ta đang có đến 6 màu khác nhau để các bạn có thể lựa chọn, bao gồm màu trắng, màu đỏ, màu đen,
màu bạc, màu vàng cát và màu vàng be, rất phù hợp cho tất cả những cái màu phong thủy khác nhau. Và chúng ta có thể liên hệ ngay showroom đại lý bên dưới với số hotline đính kèm để có thể biết được các thủ tục hỗ trợ. Dòng xe này thì tại các đại lý có thể hỗ trợ các thủ tục vay ngân hàng và thậm chí là lên đến 85% giá trị xe. Các thủ tục đăng ký là trọn gói và các bạn chỉ cần đem đủ cái số tiền cần thiết thôi, chỉ là khoảng 15% cái giá trị này, và phần còn lại chúng ta có thể vay ngay. Sau đó là chúng ta được hỗ trợ để lăn bánh xe và có thể ra biển số và có thể mang xe về nhà ngay lập tức. Hãy ngay lập tức liên hệ số hotline nếu chúng ta cần có nhu cầu quan tâm đến dòng Hyundai Accent này các bạn nhé. HTVN xin cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video clip ngày hôm nay và xin được chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip cập nhật về giá bán của những dòng xe Hyundai tiếp theo. Xin chào, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những giá cập nhật mới nhất vào tháng 5 2022 của dòng Hyundai Accent này các bạn nhé, cũng như các dòng xe khác của hãng Hyundai.